Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai liên quan đến Bắc Hàn, thưa quý vị. Theo tin cho biết thì thưa quý vị, cái cuộc mà thống nhất Nam Bắc Hàn cũng như là những cái cuộc thương thuyết về phi nguyên tử cho Bắc Hàn có cái phần đóng góp của Hoa Kỳ rất là quan trọng. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn giữ cái lệnh cấm vận lên Bắc Hàn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn yêu cầu Hoa Kỳ là phải nên hủy bỏ lệnh cấm vận lên Bắc Hàn. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn vừa đưa ra một thông cáo yêu cầu Hoa Kỳ thỏa mãn lời yêu cầu của Bắc Hàn, nghĩa là Hoa Kỳ cần phải hủy bỏ lệnh cấm vận lên kinh tế, lên nền kinh tế của Bắc Hàn. Nếu không, Bắc Hàn sẽ lại tiếp tục chương trình bành trướng vũ khí nguyên tử. Hai ngoại trưởng Bắc Hàn và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại New York trong tuần này. Tuy vậy, sau bản tuyên bố nói trên của Bắc Hàn, Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý không lo ngại về vấn đề trên và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ bỏ lệnh cấm vận nếu Bắc Hàn chứng minh được họ đã hủy bỏ các chương trình nguyên tử bằng sự quan sát của các cái chuyên viên ở trên thế giới. Đây chỉ là một cái việc bình thường, đó là lời của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ai cũng nhiều người, nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề này là do áp lực của người Trung Hoa đối với Bắc Hàn mà thôi. Bởi vì người Trung Hoa hiện nay đang dính líu vào cuộc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ và họ muốn làm khó dễ với Hoa Kỳ trong cái việc mà dùng áp lực với Bắc Hàn để đưa ra cho cái việc giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc Hàn thêm phần khó khăn để Hoa Kỳ phải nhường bộ với người Trung Hoa bằng cách dùng Trung Hoa làm áp lực với Bắc Hàn. Tuy nhiên đó là cái việc về sau, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến cái chiếc phi cơ của hãng Lion Air của Indonesia đã bị rơi vào ngày 29 tháng 10 vừa qua. Thì ngày hôm nay các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và những cái thông tin được lấy ra từ cái hộp đen cho thấy có nhiều điều rất là quan trọng liên quan đến cái vụ rớt máy bay này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, chính quyền Indonesia đã ra lệnh điều tra vụ phi cơ của hãng hàng không rẻ tiền Lion Air ở ngay tại Indonesia đã bị rơi sau khi cất cánh. Phi cơ rơi ở trên biển và giết chết tất cả 189 hành khách. Phi cơ chìm xuống ở dưới đáy biển còn nguyên vẹn, chứng tỏ đây là một việc trục trặc máy móc. Trước đó, trong chuyến bay đến ngay thành phố mà đã xảy ra tai nạn nói trên, thì phi cơ đã có nhiều dấu hiệu trục trặc và cái người mà trưởng phi cơ đã thông báo cho các chuyên viên kỹ thuật biết rằng ông cảm thấy không an tâm và có trục trặc về phía phi cơ. Phi cơ này là một phi cơ Boeing của Hoa Kỳ thuộc cái loại mới và mới được hãng Lion Air mua trong vòng vài năm trở lại đây mà thôi. Cho nên cái việc hư hỏng là một việc phải đáng nói rằng là không hiểu lý do tại sao không hạn, và đó là vấn đề mà hiện nay người Indonesia cũng như hãng Boeing rất là quan tâm. Và hiện nay thì thưa quý vị, đã có một cái số xác người được đưa lên, tuy nhiên chỉ có rất ít và khoảng hơn 20 người hoặc là ít hơn đã được nhận diện bằng khuôn mặt để có thể đưa đi mai táng. Những người khác thì có thể sẽ phải dùng DNA để nhận diện cơ thể của họ và danh tính của họ trong tương lai, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cái chiếc phi cơ này thật ra họ chỉ mua mới có tháng 8 vừa qua mà thôi, chỉ có vài tháng thôi. Tuy nhiên cái sự kiện này xảy ra cũng là một cái điều mà họ cần phải điều tra. Tin mới nhất cho biết là cái hộp đen mà họ đã tìm thấy được, vớt lên được, đó là một cái hộp đen nó lưu trữ cái những cái chi tiết của cái chuyến bay, chứ những cái hộp đen mà chứa những cái giọng nói khi mà phi công trưởng ra lệnh vào cái lúc mà xảy ra tai nạn thì họ vẫn chưa có tìm được. Tuy nhiên theo cái kết quả điều tra sơ khởi thì trong cái hộp đen đó cho biết là cái chiếc phi cơ này ít nhất cái đồng hồ mà báo cái tốc độ bay đó là bị hư 4 chuyến bay trước đây rồi, kể cả luôn cái chuyến bay mà cuối cùng định mệnh đó. Thành ra đó là một cái chiếc rất là quan trọng, họ tiếp tục phải điều tra. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến nước Đức. Tin cho biết là Thủ tướng của Đức, bà Merkel, vừa mới tuyên bố cách đây vài ngày là bà sẽ từ bỏ cái chức vụ chủ tịch đảng CDU, không ra tranh cử nữa. Tuy nhiên, bà vẫn sẽ tiếp tục giữ cái nhiệm kỳ thủ tướng của bà cho hết nhiệm kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, bà Merkel là chủ tịch của đảng CDU, đảng của bà đang cầm quyền hiện nay ở tại nước Đức. Đảng của bà là một sự kết hợp giữa hai đảng chính
là đảng CDU CSU và một đảng nữa là đảng SPD của một cái đảng chính trị khác. CDU và CSU vừa rồi trong hai cuộc bầu cử quốc hội ở tại hai tiểu bang lân cận, tiểu bang Hesse và tiểu bang cũng có thành phố Munich đã đưa đến sự thất bại, mặc dù rằng là liên đảng CDU và CSU vẫn còn chiếm được đa số nhưng mà họ không còn giữ được đa số tuyệt đối như trước. Vì vậy cho nên bà Merkel đã đứng ra nhận trách nhiệm của mình trong việc này, và vì vậy cho nên bà tuyên bố sẽ không ra ứng cử chức vụ chủ tịch đảng CDU vào tháng 12 năm nay. Nhưng bà nói rằng bà vẫn giữ chức thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ, nghĩa là trong 6 tháng 12 người ta phải tìm một người chủ tịch đảng mới, và việc này rất là khó khăn bởi vì hiện nay mọi người đều cho rằng không ai có đủ uy tín như bà Merkel để có thể thay thế bà Merkel, và do đó việc tìm ra được một cái người lãnh đạo mới cho nước Đức phải nói rằng rất là khó khăn. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo cái báo cáo mới nhất cho biết vào ngày hôm nay thì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường và khói mù đang tràn ngập thủ đô của Ấn Độ bởi vì những cái vấn đề ô nhiễm không khí cũng như là những cái vụ mà đốt rừng, cháy rừng đó đã tạo ra một cái sự ô nhiễm này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan. Thưa quý vị, vụ này thường xảy ra ở Indonesia cũng như ở những cái vùng lân cận sau khi mà những cái hòn đảo hoang đã trồng rất là nhiều cây đã bị khói mù, và khói mù đã bốc cháy những cái khu rừng này, bốc cháy khiến khói mù bốc lên và đôi vào và rơi vào trong thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Việc này đã làm cho người dân ở tại Ấn Độ rất là lo ngại, và vì vậy cho nên trong những cái buổi lễ sắp tới đây họ sẽ phải để ý khi mà dân chúng dùng pháo để đốt, bởi vì pháo cũng có thể gây ra khói mù làm cho nền không khí, làm cho không khí có thể bị ô nhiễm nhiều hơn nữa. Hiện nay thưa quý vị, mức độ các vật dơ bẩn trong không khí đã lên đến một cái mức đáng báo động, lên đến mức 600, tức là 24 lần cao hơn mức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế. Và vì vậy cho nên chính phủ và nhất là người lãnh đạo của đảng cầm quyền ở trong thành phố New Delhi hết sức là lo ngại về việc này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có đề cập đến một tai nạn xảy ra vào cuối tuần vừa qua. Thưa quý vị, một người lái xe đã cán chết một phụ huynh và ba nữ hướng đạo sinh sau đó bỏ chạy. Ngày hôm nay có thêm tin tức liên quan đến cái người gây ra tai nạn này. Thưa quý vị, vụ việc xảy ra ở tại Wisconsin, và ngay tại nơi đây một buổi sáng ngày hôm qua cách đây 2 ngày đã có một phụ huynh dẫn theo ba phụ huynh dẫn theo 4 nữ hướng đạo sinh đi để mà lượm rác ở trên đường phố. Tuy nhiên trong khi họ thực hành việc lượm rác trên đường phố, họ đã bị một chiếc xe chở rác do một tài xế say rượu lái đến và cán chết người phụ huynh và ba nữ hướng đạo sinh khác. Người tài xế có tên là Colton Trơ, năm nay 21 tuổi, bỏ trốn liền tức khắc nhưng sau đó ra đầu thú và tự nhận rằng mình say rượu đã gây nên tai nạn nói trên. Thưa quý vị, trong khi đó một bản tin cho biết là hai nhân vật rất là tiếng tăm ở trong làng truyền thông, đó là Sean Hannity và Rush Limbaugh, sẽ xuất hiện với lại Tổng thống Trump trong ngày cuối cùng tranh cử cho đảng Cộng hòa. Anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết của bản tin này. Thưa quý vị, Tổng thống Trump đã rất là hăng say trong việc vận động tranh cử cho các dân biểu và thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại khắp nơi ở trên đất Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hầu như ngày nào ông cũng đi đến các cái tiểu bang để mà vận động tranh cử. Và cái việc này đã làm cho nhiều người rất là xúc động. Nơi nào ông cũng được sự đón chào nồng nhiệt của nhiều người, và ông dùng cái uy tín của mình nói với dân chúng rằng bỏ phiếu, nếu quý vị tín nhiệm tôi thì phải bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa để có thể cứu được đất nước này. Đó là lời tuyên bố của ông. Trong ngày cuối cùng là ngày hôm nay, trước khi có ngày tranh cử vào ngày mai, ông sẽ được sự ủng hộ của hai nhân vật quan trọng, đó là ông Sean Hannity, một cái người điều hợp về tin tức của đài Fox, và một người khác nữa cũng nổi tiếng không kém, đó là ông Rush Limbaugh. Rush Limbaugh là một người có một cái talk show ở trên các cái hệ thống truyền thanh bằng radio rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Ông là một người
nồng nhiệt ủng hộ ông Trump, và cả hai ông Sean Hannity cũng như Rush Limbaugh sẽ xuất hiện với ông Trump trong ngày hôm nay trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Missouri. Đây là một tiểu bang then chốt mà ông Trump hiện nay đang cố gắng để mà cứu vãn lại cái sự suy sụp của Đảng Cộng Hòa, bởi vì theo các cái tin tức tổng hợp từ các nguồn tin, từ các cuộc thăm dò dân ý, người ta đều nghĩ rằng Đảng Dân Chủ hiện nay sắp sửa vào ngày mai khi cuộc bầu cử chấm dứt, họ sẽ kiểm soát được Hạ viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên Thượng viện Hoa Kỳ thì đang ở trong tình trạng bấp bênh, Đảng Cộng Hòa cũng có thể thua mà cũng có thể thắng, cho nên ông Trump hiện đang chú trọng hết sức để có thể cứu vãn được tình hình bằng cách là có thể giữ được đa số tại Thượng viện dành cho Đảng Cộng Hòa. Còn về Hạ viện thì tình hình cũng không có gì rõ rệt, tuy nhiên tình hình lại còn khác hơn nữa khi người ta nghĩ rằng năm 2016 các cuộc thăm dò dân ý đều cho rằng bà Hillary thắng thế, nhưng ông Trump đã đắc cử và năm nay nhiều người hy vọng rằng tình hình cũng sẽ như thế mà thôi. Đảng Dân Chủ có thể được thắng qua các cái cuộc thăm dò dân ý, nhưng mà rồi cũng có thể thua sau khi cuộc bầu cử chấm dứt. Đó là cái sự tiên đoán mà thôi, nhưng mà không ai dám chắc điều gì cả, thưa quý vị. Được như vậy, Dân Chủ có vẻ lép vế của anh Phạm Cơ. Thượng viện thì Cộng Hòa chỉ cần có 9 ghế, phải không? Trong khi bên Dân Chủ cần tới 26 ghế thì mới có thể kiểm soát được Thượng viện, cho nên là cũng hơi khó đối với Đảng Dân Chủ. Nhưng mà chưa biết được sự việc gì sẽ xảy ra. Thưa quý vị, đó là tất cả những tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới mới nhất chúng tôi vừa mới gửi tới quý vị. Sau đây là tin liên quan đến Việt Nam, cũng như phần tin liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Về tin Việt Nam, một bản tin cho biết Việt Nam đã buộc chấp nhận công đoàn độc lập nếu muốn tham gia Hiệp định Thương mại CPTPP. Một bản tin khác cho biết là bên phía Nhật Bản đang truy tìm một người nào đó là người Việt Nam, có thể là người Việt Nam, bởi vì họ tìm thấy tiếng Việt đã viết trên một cái di tích của quốc gia. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến hai vụ này. Thưa quý vị, Việt Nam bắt buộc phải chấp nhận công đoàn độc lập nếu muốn tham gia Hiệp định Thương mại CPTPP. Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại CPTPP là một biến thể của một cái hiệp định khác liên quan tới 12 quốc gia thuộc vòng đai Thái Bình Dương về vấn đề tự do mậu dịch, miễn thuế quan. Tuy nhiên Hoa Kỳ đã rút khỏi cái hiệp định này và nay hiệp định này đổi tên lại thành CPTPP, nhưng mà những điều khoản quan trọng vẫn còn giữ, đó là điều khoản ép buộc Việt Nam phải có công đoàn độc lập. Thưa quý vị, công đoàn hay là nghiệp đoàn công nhân là những nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi của công nhân. Tuy nhiên tại Việt Nam, nghiệp đoàn công nhân không bảo vệ quyền lợi công nhân mà đứng về phía chủ để mà hà hiếp công nhân, bởi vì nghiệp đoàn này do Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo và chỉ huy. Vì vậy cho nên hiện nay áp lực của quốc tế muốn Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại CPTPP, họ phải chấp thuận một cái nghiệp đoàn công nhân độc lập, nghĩa là không bị chỉ huy bởi chính phủ hay bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Có như vậy mới bảo vệ được quyền lợi của công nhân. Và Việt Nam chắc chắn sẽ phải nhượng bộ về chuyện này, nhưng mà nhượng bộ bằng cách nào, đó là một điều mà họ chưa có nghĩ ra được trong tương lai. Và hiện tại thì họ cho rằng họ sẽ thành lập ra một cái nghiệp đoàn kêu là độc lập, công nhân độc lập. Tuy nhiên thì họ kiểm soát và chi phối như thế nào thì đó là trường hợp của chính phủ Việt Nam, mà chính phủ này vẫn thường có rất là nhiều gian manh và nhiều cái chuyện nghĩa là đề phòng khác để có thể biến đổi và ma mắt để tránh khỏi cái sự phán xét của thế giới về việc kiểm soát nghiệp đoàn công nhân độc lập. Thưa quý vị, bản tin kế là một bản tin liên quan tới Nhật Bản. Thưa quý vị, Nhật Bản đang truy tìm một người Việt Nam bởi vì anh này đã bị nghi là đã dùng một cái vật nhọn để cào lên các cái di tích quốc gia, những cái viên đá rất là quý, rất là cổ, di tích của chính phủ Nhật Bản ở trên một cái vùng lịch sử quốc gia. Viên đá này đã bị anh A Hào này viết tên của mình rồi vẽ một quả tim ở bên dưới bằng cách dùng một vật nhọn khắc vào đấy. Đây là một cái việc làm rất là kêu là đối với người Nhật Bản cho rằng một việc làm rất là nguy hiểm và rất là vi phạm đến những cái gì, đến những cái di tích quốc gia, coi như là đã phá hoại những cái di tích này, và họ đang cố gắng tìm xem tông tích và lịch và cái danh tính của người đàn ông Việt Nam nói trên. Thưa quý vị, thưa quý vị, về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì phóng viên của VTV đã ghi nhận một cái buổi lễ tưởng niệm rất đáng được chú ý.
vào cuối tuần vừa qua, thưa quý vị. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 11, cộng đồng người Việt Nam ở tại Bắc California đã long trọng tổ chức buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lần thứ 55 ngay tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, nhằm mục đích tỏ lòng biết ơn đến vị Tổng thống đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập dân tộc. Tham gia buổi tưởng niệm có sự góp mặt của quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý vị thân hào nhân sĩ cùng với là các quý hội đoàn và đoàn thể quốc gia, truyền thông, rồi đông đảo bà con ở trong cộng đồng người Việt, toàn thể đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản và bạn bè thân hữu đã đến để tham gia buổi lễ tưởng niệm này. Thưa quý vị, Tổng thống Ngô Đình Diệm là vị Tổng thống đầu tiên của nền Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù ông đã mất cách đây 55 năm, nhưng mà cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại nói chung cũng như tại San Jose, Bắc California vẫn hàng năm tổ chức những buổi lễ này để tưởng niệm đến Tổng thống Ngô Đình Diệm. Buổi lễ tưởng niệm kết thúc vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top đêm ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Đài Việt TV Network. Xin kính chào.